tiếp tục tiết nổ em 4.600 để cho khách thẩm âm. MF699 Isuzu 6.500 và 4.1. T6. Bao rin luôn, từ A đến Z. Tất cả từ ốc gác cho đến tạ mộc. Em này thì bác nào về thích vô cầu thì lên luôn. Đấy. Giá phải chăng cho bác 60 triệu. Còn em này không lấy chảo, không lấy đầu thì 200 triệu. Khủng long bao chúa hiện bây giờ đã có mặt xuất hiện tại cơ sở Bình Minh trong ngày đầu tháng 11 năm nay, hôm nay mùng 3. Lên sóng chưa các bác cập nhật tin tức, bác nào cần khủng long bao chúa thì sẽ có đây hàng mạnh. Và đây là Belarus, tiếp tục Belarus. Đấy, 155. Còn cái này 125. Đó nhé. Đấy, 4.600. Lông gật, hàng cao cấp, hàng bãi. Còn con này thì 155. Con này 125. Đấy. Và em ở thứ nhất. Máy 86, đời 90. Vỏ gai móc. 85 triệu. Rồi và 3130 zone đen. Các bác vừa coi xong, không biết có chuyện thế nào thì chưa biết, nhưng vẫn đang theo dõi. Đấy, đang còn hội ý. Thì hôm nay mùng 3, sáng nay em bán được 2 sợi chảo. Mùng 1 ra được 2 con. Hôm qua cũng ra được 3 dàn chảo. Hôm nay được 2 dàn chảo. Đây, coi nhé. Dàn chào 6 đó ra đi. Vâng. Còn dàn chào 7 đi lại. Cũng chuẩn bị của khách nhìn. Và em 3130 các bác nha. Dàn ma 3130. Em này 35 triệu cho các bác. Đầu bao riêng hết các bác. Chưa đụng một con ốc. Bác nào muốn mua mọc cũng mua mọc luôn. 70 triệu. Rồi. Và em 6610 luôn. Đấy. Lâu nay chưa có khách nhưng mà để đây. Và cuối cùng thì để cho khách hội ý các bác nha. Hôm nay trưa mùng 3. Chủ nhật. Đấy, các bác hiện bây giờ đang đắm đuối trong ly rượu, đang còn chúc những ngày hạnh phúc chủ nhật đám cưới. Và cuối cùng thì cho em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác video sau.